Các em thân mến, phương thức tự sự chủ yếu dùng hình tượng, hình ảnh, xúc cảm để tái hiện hiện thực, thì nghị luận dùng lý lẽ, logic, phán đoán nhằm làm sáng tỏ một quan điểm, một tư tưởng nào đó. Vậy, yếu tố nghị luận đóng vai trò gì trong văn bản tự sự? Cô và các em cùng tìm hiểu nhé! Bài học này giúp các em hiểu thế nào là nghị luận trong văn bản tự sự, vai trò và ý nghĩa của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự. Các em biết luyện tập nhận diện các yếu tố tự nghị luận trong văn bản tự sự và biết viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. Đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự. Cô và các em cùng đọc văn bản A nhé. Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi. Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương. Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá, thì người ta chẳng còn nghĩ đến một ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng buồn đau ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nở giận. Các em thấy đó, đây là đoạn văn tự sự. Vì tất cả đoạn lại là những từ ngữ, những câu tập trung khắc họa nội tâm nhân vật, ông giáo trăn trở suy nghĩ để thuyết phục rằng vợ mình không ác. Vậy, cô và các em quan sát hình thức của đoạn. Thứ nhất, ta thấy đó là những câu hô ứng, phán đoán dưới dạng nếu thì, khi thì, vậy nên. Thứ hai, đoạn tự sự trên là những câu khẳng định, ngắn gọn, khúc chiết, diễn đạt những chân lý. Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Khi người ta khổ quá, thì người ta chẳng còn nghĩ đến một ai được nữa. Thứ ba, đoạn tự sự trên có rất nhiều những từ, những câu mang tính chất nghị luận. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất. Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ? Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ? Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính con mình cũng đói. Nhân vật người vợ của ông giáo chỉ xuất hiện qua một lời thoại. Nhưng đây chính là nguyên nhân khiến ông giáo trăn trở, suy nghĩ và tự đưa ra những lập luận để thuyết phục lòng mình. Vợ mình không phải là người ác. Vì sao? Muốn hiểu nội tâm của chị ấy thì phải cố mà tìm hiểu. Vậy làm sao để hiểu? Bằng kinh nghiệm sống, bằng những chân lý ở đời. Vợ tôi không ác. Vì sao? Vì khi người ta đau chân thì người ta chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình mà thôi. Đó là một quy luật tự nhiên. Và khi người ta khổ quá thì người ta không còn nghĩ đến ai được nữa. Đây cũng là một quy luật tự nhiên mà thôi. Lời đọc thoại của nhân vật ông giáo muốn diễn đạt được chiều sâu nội tâm của ông, bắt buộc nhà văn Nam Cao phải dùng đến yếu tố nghị luận. Bởi vì chỉ có yếu tố nghị luận mới khiến cho nhân vật ông giáo phải đưa ra những luận điểm,
và lập luận theo logic. Vợ tôi không ác, tôi biết vậy nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận. Yếu tố nghị luận đóng vai trò gì trong đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán? Cô và các em cùng tìm hiểu nhé. Thoắt trong nàng đã chào thưa, tiểu thư cũng có bấy giờ đến đây. Đàn bà dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan. Dễ dàng là thói hồng nhan, càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều. Hoàng thư hồn lạc phách siêu, khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca, rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Nghĩ cho khi gác viết kinh, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo, lòng riêng riêng những kính yêu, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Trót lòng gây việc trong gai, còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng? Khen cho thật đã nên rằng, khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. Tha ra thì cũng mấy đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Đối diện với kẻ thù, người đàn bà ở ăn thì nết cũng hay, nói điều ràng buộc thì tay cũng già. Kiều đã lập luận suy nghĩ của mình bằng cách chào mỉa mai, bằng cách đay nghiến, bằng kiểu câu khẳng định càng càng. Sống quá cay nghiệt thì sẽ chuốc lấy oan trái và tội ác mà thôi, đó là ác giả ác báo. Trước lời buộc tội của Kiều, Hoàng thư tuy sợ sệt nhưng cũng đưa ra các suy nghĩ quan điểm của mình. Trước hết, tôi là đàn bà nên ghen tuông là chuyện thường tình. Thứ hai, ngoài ra tôi cũng đã đối xử rất tốt với cô khi ở gác viết kinh. Khi cô trốn khỏi nhà, tôi cũng chẳng đuổi theo. Hoàng thư đang kể công. Tôi và cô đều trong cảnh chồng chung, chắc gì ai nhường ai. Nhưng dù sao, tôi cũng đã trót gây đau khổ cho cô, nên bây giờ chỉ biết trông chờ vào lượng khoan dung của cô mà thôi. Nhận tội và tâng bốc Kiều. Các em thấy không? Trước bốn luận điểm của Hoàng thư thì Kiều cũng đành chấp nhận, vì các luận lập luận ấy đều thuyết phục, đều khiến người ta phải công nhận. Khi ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng phải hành động như thế mà thôi. Nên trước lập luận sắc sảo bảo vệ mình của Hoàng thư, Kiều đành phải tha tội. Như vậy, để kể về một con người khôn ngoan sắc sảo, Nguyễn Du cũng không thể không thiếu dùng yếu tố nghị luận trong khi kể chuyện. Các em thấy không? Mặc dù phương thức tự sự vô cùng phong phú, nhưng nếu thiếu yếu tố nghị luận thì tác giả khó kể và làm bật những nhân vật có nhiều suy nghĩ trăn trở với cuộc sống. Các em có thể nhận diện yếu tố nghị luận qua 3 bước như sau. Dấu hiệu thứ nhất, nghị luận thực chất là các cuộc thoại, đối thoại hoặc là độc thoại. Nêu lên các nhận xét, phán đoán, lý lẽ nhằm thuyết phục người nghe người đọc về một vấn đề, một quan điểm, một tư tưởng nào đó. Về hình thức, trong đoạn nghị luận, người viết ít dùng câu miêu tả trần thuật, mà thường dùng nhiều câu hô ứng với những cặp câu như nếu, thì, không những, mà còn, vân vân. Thứ ba, trong đoạn nghị luận, người viết ít nhiều thường dùng các từ ngữ như tại sao, thật vậy, tuy thế, trước hết, sau cùng, vân vân.
Vậy các em phải nắm được 3 dấu hiệu để nhận diện được yếu tố nghị luận trong một văn bản tự sự nhé. Vậy đó, các em thấy không? Trong văn bản tự sự, để người đọc, người nghe phải suy nghĩ một vấn đề nào đó, người viết, người kể và nhân vật có khi nghị luận bằng cách nêu các ý kiến, nhận xét cùng những lý lẽ và dẫn chứng. Nội dung đó thường được diễn đạt bằng hình thức lập luận, làm cho câu chuyện thêm phần triết lý. Ta sang phần thứ hai La Mã, nội dung sách giáo khoa trang 160. Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. Các em đọc thầm văn bản, lỗi lầm và sự biết ơn. Các em thấy đó, câu cuối cùng lời thoại. Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá và trong lòng người. Đây là lời thoại cuối cùng của người bạn, và lời thoại này mang yếu tố nghị luận. Từ lời thoại mang yếu tố nghị luận này, ta thấy người bạn ấy trăn trở điều gì, suy nghĩ điều gì, và ta rút ra được câu chuyện, đó chính là lòng bao dung, lòng nhân ái, sự tha thứ và biết ơn luôn luôn là nhân cách cao quý mà con người cần hướng đến. Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp. Trong buổi sinh hoạt đó, em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn rất tốt. Đây là một bài tập mà các em cần phải thực hiện trong tiết này. Các em thấy không? Hình thức đó là một đoạn tự sự. Các em nhớ chỉ là một đoạn thôi nhé. Có yếu tố nghị luận. Về nội dung, đoạn văn phải kể lại buổi sinh hoạt lớp. Và trong buổi sinh hoạt đó, em phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn tốt. Có nghĩa là đoạn văn tự sự này phải trình bày một nội dung cụ thể. Yếu tố nghị luận cần có, phải sâu sắc, phải có tình, có lý để thuyết phục được các bạn, được cô ở trong lớp các em nhé. Các em tham khảo một đoạn văn tự sự có yếu tố nghị luận sau. Không khí tiết sinh hoạt lớp đang sôi nổi và sắp đến hồi kết thúc. Chợt Khanh bước nhanh đến bàn cô giáo, trình bày với cô về việc bạn Nam vừa lấy trộm chiếc điện thoại di động đắt tiền của mình. Nhìn Nam ấp úng, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt buồn bã, hết nhìn cô, nhìn Khanh và nhìn mọi người. Tôi đã biết ngay bạn ấy bị oan. Nhiều lần tôi đã chứng kiến cảnh Khanh để quên chiếc điện thoại ở căng tin, nên tôi mạnh dạn trình bày trước cô và lớp. Thứ nhất, tôi thuyết phục các bạn Nam là người trung thực. Chính Nam là người đã trả lại số tiền mà bạn ấy nhặt được ở sân trường. Thứ hai, Nam hiền lành, ít nói, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ những bạn học yếu. Thứ ba, Khanh rất hậu đậu, hay để quên điện thoại ở mọi nơi. Sau khi nghe tôi trình bày, cô giáo yêu cầu Khanh bình tĩnh và xuống căng tin xem thử thật đúng như tôi trình bày. Khanh đã được các cô ở căng tin đưa lại chiếc điện thoại bỏ quên. Nam cảm ơn tôi rối rít, còn Khanh thì bị cô giáo và các bạn bắt phải xin lỗi Nam và cần sửa chữa lại tính cẩu thả của mình. Các em thấy đó, đây là một đoạn văn tự sự. Trong đoạn văn, cô đã sử dụng rất nhiều những từ ngữ có tính chất nghị luận như thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đây là những từ ngữ rất có tính trăn trở, suy nghĩ, trình bày để thuyết phục cô và các bạn tin rằng Nam là người trung thực. Ta sang bài tập thứ hai. Viết một đoạn văn
kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động. Trong đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận. Các em thấy đó, hình thức là một đoạn văn tự sự. Về nội dung, ta thấy đoạn văn kể về những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu và lời dạy bảo đó đã làm cho em cảm động. Về yêu cầu, đoạn văn phải diễn đạt một nội dung hoàn chỉnh, lời kể phải sinh động, hấp dẫn, ý nghĩa được rút ra sau khi đọc đoạn văn phải đậm chất triết lý và có sức lay động lòng người. Các em lưu ý, yếu tố nghị luận chỉ là yếu tố phụ, thấp thoáng trong câu chuyện, nên khi sử dụng, ta cần sử dụng dạng câu hô ứng, ngắn gọn, có ý nghĩa khẳng định hoặc là phủ định. Các em tham khảo đoạn văn sau đây. Trời mưa rã rít, tiếng gió bên ngoài rít lên từng hồi. Tôi ngồi đó, tay nắm chặt, tức giận đến run người, nước mắt chan hòa, thỉnh thoảng cố nấc thật to để cố chặn đứng cơn gào thét như muốn nổ tung trong tôi. Tôi đã chờ ba hơn một giờ đồng hồ. Chỉ có việc đón tôi mà ba cũng đến trễ. Đã vậy, vừa về đến nhà, ba đã vọt đi đâu mất, bỏ lại tôi ngồi đây tức tối vô cùng. Chưa bao giờ ba lại lơ tôi như vậy. Trên đường về, tôi không thèm nói với ba một câu, dù ba đã nhiều lần xin lỗi tôi. Lúc này, tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi, bị hắt hủi. Bỗng một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tóc tôi. Bà nội, bà từ quê lên lúc nhà tôi từ lúc nào? Tôi chưa kịp lấy lại tinh thần, thì bà đã siết chặt lấy bàn tay tôi. Đôi bàn tay thô ráp của bà lau mặt, lau tóc tôi bằng chiếc khăn khô thơm tho. Ánh mắt bà dịu dàng. Tội nghiệp cháu tôi, đi học, về mà mưa ướt hết. Cháu đừng ngồi đây nữa, thay quần áo, kẻo ốm. Tôi như một chiếc máy, lập tức như được uống một ly nước ấm ngọt ngào. Tắm rửa, thay xong quần áo, bà đã chờ tôi trước một tô cháo nóng ngon lành. Ăn đi cháu, cháo nóng sẽ làm người ra mồ hôi, chống cảm cúm. Ba cháu, hôm nay ba cháu cũng đang cảm, nhưng vì cơ quan có việc gấp nên phải đi nhanh để giải quyết công việc. Tôi ngập ngừng, ba bị cảm sao tôi không biết. Bà nhìn tôi âu yếm, cháu đừng chỉ nghĩ đến cảm xúc và nỗi giận dữ của mình. Trước khi muốn trách cứ một ai đó, thì cần phải suy nghĩ cặn kẽ trước sau. Tại sao ba cháu lại đến đón cháu trễ? Tại sao trời mưa to thế này mà ba lại đi đâu nữa? Tiên trách kỹ, hậu trách nhân cháu à. Hãy biết cảm thông và chia sẻ với những người thân yêu của mình. Nước mắt tôi lại lăn dài, nhưng đó là nước mắt của sự hối hận, dẫu muộn màng nhưng vẫn còn kịp. Nhìn tôi cháo nóng, nhìn mái tóc bạc của bà, tôi thấy tim mình ấm áp lạ. Các em phải hãy phát hiện cho cô xem những từ ngữ nào, những câu nào chứa yếu tố nghị luận trong đoạn kể sau. Vậy các em thấy đó. Yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự giúp làm nổi bật một quan điểm, một tư tưởng của con người và sự việc. Nhưng cần đưa yếu tố nghị luận vào văn tự sự một cách hợp lý, tránh đưa rườm rà, tránh làm nổi bật yếu tố nghị luận hơn yếu tố tự sự thì sẽ lạc đề. Thứ ba, yếu tố nghị luận thường xuất hiện trong văn bản tự sự qua lời thoại, nè, các dạng câu ngắn, nè, hô ứng, khẳng định hoặc phủ định qua các từ ngữ như tại sao, thật vậy, tuy thế. Các em thân mến, nghị luận trong văn bản tự sự là một yếu tố khiến cho người đọc, người nghe cảm thấy rất trăn trở, rất suy nghĩ, rất thuyết phục bởi tính triết lý của nó. Các em hãy tập làm nghị luận trong đoạn văn tự sự nhé. Bây giờ chúng ta hãy chép bài và lưu ý thật kỹ phần ghi nhớ, học thuộc và chuẩn bị bài mới các em ạ. Tiết học của chúng ta đến đây đã hết rồi.
Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học và hẹn các em ở một bài học mới. Xin chào tạm biệt các em.